chửi chính quyền, nhưng bài viết đó khác gì chửi chính quyền. Cái bài viết mà ông luật sư đăng ở trên trang Lũ Hậu đó, nó bảo nếu như bài viết đó nhá, đọc xong cái thằng nào ôi dồi ôi, hóa ra là Cộng sản Việt Nam đi giúp đỡ Thủy Tiên là chỉ vì là sợ bọn tin con, là một hai nữa sợ gọi là chắc là phải có tí lợi ích nào thì mới giúp đỡ nhiệt tình như thế đây. Lúc đấy giải thích sao hả? Đồng ý hoàn toàn một cái câu là gì, nhóm này lên tiếng ok, nhưng mà người ta sửa rồi thì dừng lại chứ. Không phải là ông bây giờ ông lên tiếng người ta sửa rồi ông bắt người ta quỳ xuống. Bây giờ hỏi 10 thằng như một, lúc nào cũng người ta muốn là gì, Thủy Tiên phải xin lỗi. Ông trưởng thôn, ông trưởng xóm đó, ông ta đã từng nói rồi, tôi không cần Thủy Tiên xin lỗi, tôi chỉ cần Thủy Tiên quay trở lại gọi là gì, là ủng hộ cho bà con. Nếu mà vì tôi mà bà con không được nhận quà từ Thủy Tiên nữa thì tội cho bà con quá. Vài ngày hôm sau Thủy Tiên có quay lại không? Quay lại rồi. Có thể là Thủy Tiên chưa xin lỗi, cái đấy nó cũng gợn, ok. Phép. Nhưng mà làm sao? Ông trưởng xóm này ông bảo tôi thì không có gì cả, nhưng cái quan trọng nhất là Thủy Tiên cứ quay lại phát cho bà con đi, không vì tôi mà bà con không được nhận thì tội lắm. Thủy Tiên nó quay lại rồi còn gì nữa? Thế nhưng ngày nào, phải xin lỗi. Điều luật nào nhà nước lại bắt công dân phải xin lỗi? Hả? Tòa án nào? Này, thậm chí tất cả những bài viết của Thủy Tiên nhé, mà công an có mời Thủy Tiên lên làm việc thì cũng chỉ bảo, đấy, giải thích cho Thủy Tiên biết nó vấn đề này, vấn đề kia, Thủy Tiên nên rút kinh nghiệm. Bây giờ là Lũ Hậu Con, cái đám Lũ Hậu Con lúc nào đi đâu cũng chỉ cứ răng như thế thôi. Từ nhỏ, tôi hỏi các bạn đây, có khi nào các bạn gọi là có ai mà không bao giờ biết cãi láo bố mẹ một câu không? Tôi hỏi các bạn, tất cả những người ngồi đây, 500 người cả trên cái này cả trên kia, có ai đã từng gọi là chưa bao giờ cãi láo bố mẹ không? Thế nếu mà vì một câu cãi láo đó mà ta chưa xin lỗi bố mẹ, ta là thằng bất hiếu à? Bất hiếu cả đời. Ngồi đây có ai cả đời này chưa bao giờ đi ỉa đùn không? Thế nếu như ta cứ ỉa đùn một lần như vậy, sau này lớn chúng ta không ỉa đùn nữa, thì coi như chúng ta cũng là mãi mãi là thằng ỉa đùn à? Ô đi mẹ, cái lý lẽ nào ở cái câu đó hả? Lý lẽ nào chỗ đó? Tôi hôm nay tôi viết, ta đã thấy gì trong đêm nay? Ta thấy một lũ gọi là tiên con bị nhồi, lũ hậu con bị nhồi sọ, bị dắt mũi, và một lũ thì sợ sệt. Tại sao tôi gọi là một lũ sợ sệt? Bởi vì ở trong đó có rất nhiều người đã từng là gọi là cờ đỏ, cho nên là có cái mối quan hệ chồng chéo. Bây giờ người này nai gái là ngay lập tức chắc chắn là nó sẽ bảo, ơi con này là tiên con, ơi con thằng này là tiên con, ơi ông này là tiên con. Nhưng cho nên là có dám đâu, có dám lên tiếng đâu. Mà rõ ràng trong trang đúng không, với slogan là gì, thấy sai không lên tiếng là hèn, thì người khác lên tiếng thì chúng nó lại bảo là mày kiếm view kiếm nai, mày bị ngáo, mày bị xàm. Không mệt mỏi với Thủy Tiên mà mệt mỏi với cái bọn Lũ Hậu. Bây giờ Thủy Tiên không phải là vấn đề của tôi, mà chính cái bọn Lũ Hậu này nó lại là vấn đề. Mở miệng ra giải thích cơ nào, thấy sai mà không nói thì là hèn, thì bây giờ tôi lên tiếng thì tại sao lại bảo là ngáo hả? Không phải là một loài coi là bị nhồi sọ à? 10 thằng như một à? Có những lúc người ta không cần xin lỗi mà người ta thể hiện bằng việc làm, được chưa? Không xin lỗi bằng mồm, không mở miệng mồm, mà tôi nói thật, có xin lỗi chúng nó bảo là giả dối mà. Một cái lũ khốn nạn nó chỗ đó cứ bảo ơi ai đánh phá Thủy Tiên đâu. Hàng ngày mày viết bài, toàn những cái bọn lý luận cao cấp, mà không biết là chúng mày viết bài với mục đích gì à? Chả phải là chúng mày đang muốn gây áp lực cho Thủy Tiên à? Chúng mày không muốn, không là gọi đánh phá nó à? Ê, tôi có đánh phá Thủy Tiên đâu, tôi có đánh từ thiện Thủy Tiên đâu, tôi chỉ lấy sai thế này thế kia thôi. 10 thằng như 1, hỏi nhá, các bạn không tin, các bạn còn mà cãi nhau với cái bọn này xem, 10 thằng như 1 luôn, nó có phải là do bố nó dạy không? Lý luận cao cấp đâu,
còm thứ nó xem nào, lý luận đâu. Để tôi nói cho các bạn nghe, không phải là một vài lích áo còm vào thứ xem nào, từ thằng admin cho đến một lũ lũ con, từ thằng cha đến thằng con chạy ra mà chỉ có một câu: có cái gì mới không? À, tiên con, có cái gì mới không? Con có cãi được cái gì bằng lý luận đâu. Hết một câu nữa: tiên con đọc khả năng đọc hiểu có vấn đề, chấm hết. Trong khi bài viết người ta phân tích ra: mày viết như thế này là sai này, mày viết như này không khác gì phản động này, mày bỏ chính quyền làm vì lợi ích à, chính quyền làm vì sợ cái lũ gọi là Phan Thủy Tiên này. Nói ít thôi không về nhà nó lại đánh cho đó, lại bắt đầu lại đe dọa rồi đó. Văn minh lịch sự lắm. Công Vinh đưa người đến nhà thì coi như là bảo là: ôi côn đồ. Nhưng mà bây giờ là chúng nó cũng bắt đầu chuẩn bị côn đồ rồi đó. Kiểu giống một đàn khỉ mà. Tiên con. Một lũ bị nhồi sọ, một lũ bị dắt mũi, vác cái danh yêu nước, bỏ mẹ cái danh yêu nước xuống. Chúng mày thích, chúng mày bảo bây giờ tao đánh phá Thủy Tiên bởi vì tao ghét Thủy Tiên đấy, ok, không nói gì. Nhưng mở miệng ra là chúng ta phải minh bạch cứ nghĩa là để cho người sau còn làm từ thiện. Chứ nếu mà cứ như thế này thì không ai dám làm nữa, các mạnh thường quân sẽ bỏ. Mày không tin mày bỏ cái group của mày đi, lần sau người ta vẫn làm mà, người ta vẫn đóng à. Còn nghề từ thiện á, không phải thời đại này có, trước đây trong lịch sử có cả đống nghề từ thiện rồi, tại sao đến giờ mà người ta vẫn làm? Bởi vì không phải ai cũng lúc nào cũng mở mắt ra là chúng mày nghĩ là người khác ăn bớt như của chúng mày, cho nên chúng mày không có chịu đóng cho ai. Chúng mày mở miệng ra: tôi tin nhà nước, tôi đóng vào cho nhà nước. Địt mẹ 10 thằng 9 thằng không có đóng một xu nào cho nhà nước, xã phải phát loa ầm ầm khéo đóng được 200.000, chấm hết. Cái câu chuyện này tôi nói ví dụ như kể cả là Thủy Tiên đi khi đi phát quà có cái thái độ này thái độ kia đối với bà con miền Trung chẳng hạn, thì bây giờ tôi khẳng định luôn bà con miền Trung bây giờ người ta cũng bỏ qua cái chuyện đó rồi, nó là quá tiểu tiết. Hay là có một vài khúc mắc gì đối với lại một vài cá nhân nào chẳng hạn, ok tôi cứ cho là Thủy Tiên sai, không cãi được điều đó đi, thì cái câu chuyện đó nó cũng qua, nó chỉ giống như vết gợn luôn. Nhưng hàng ngày bọn này nó đào bới lên, nó còn nói gì? Dân miền Trung chưa bao giờ cảm thấy nghèo như thế, hèn như thế. Không có Thủy Tiên thì cũng có chính quyền, tại sao phải nhận tiền của Thủy Tiên để phải gánh những lỗi như thế? Nó không khác gì nó đang ngồi nó mỉa mai dân miền Trung đó. Nó đang cười, đang mỉa mai trên nỗi đau của người miền Trung đó. Để làm gì? Để người miền Trung cay, người miền Trung ức, người miền Trung ghét, người miền Trung khó chịu, người Trung lồi lóng lên, để đổ tất cả những cái đó lên cái đầu con Thủy Tiên, chấm hết. Đấy là gì? Đấy là động cơ dơ bẩn. Anh em cờ đỏ chính hiệu đâu? Những người có hiểu biết đâu? Những cái điều đó tôi nói sai à? Hả? Những điều đó tôi phân tích có đúng hay không? Thủy Tiên đã từng viết cái bài để cho chúng nó vào, chúng nó chửi với Đảng Cộng sản, chửi với chính quyền, chửi với thể chế, chửi với đất nước. Ok, tôi đồng ý. Nhưng mà khi các ông chửi người ta xóa bài đi rồi. Nhưng bây giờ chính các ông đang cứ hàng ngày phát tán cái điều đó ra. Chưa thấy Thủy Tiên có chửi hay không? Mà các ông đang đi chửi đây. Đang đi chửi bằng cách cứ chụp những cái comment đó, đăng lên ầm ầm đó. Đúng chưa? Chính các ông hàng ngày đăng chế cái hình là gì? Là tao đéo đưa cho thằng nào.
Nhưng cái ông hàng ngày ngày đưa lên, nếu như người khác người ta không hiểu điều gì, người ta bảo đấy Thủy Tiên nói rồi, đéo đưa nào chính quyền là không được đâu. Chính người ta dựa vào cái bài viết của các ông nên người ta xuyên tạc đất nước chính quyền đó. Các ông có biết cái mà hậu quả mà mình làm không? Hay là khi không có ai nói động với các ông thì các ông cứ tưởng là mình đang đúng. Nghĩ hay không phải có đầu chứ. Tôi nói lấy giờ cãi chỗ nào tôi sai chỗ nào phản biện nó xem nào.